em thêm sẽ review xe nhé. Tất cả xe nhà em thêm bán ra đều cam kết đảm bảo về chất lượng xe cho khách hàng. Cam kết đảm bảo bằng văn bản xe không đâm xô, tai nạn máy móc, không ngập nước, không thủy kích và thủ tục pháp lý chuẩn chỉ, không tranh chấp nhé. Đấy, quý khách hàng Quỳnh chị mình quan tâm mẫu xe gì thì các bác có thể alo liên hệ trực tiếp cho em thêm 0987271796 hoặc 0888666111. Ít tiền thì các bác có thể tham khảo Hyundai Accent nhé. Hyundai Accent chiếc này là xe nhập, xe nhập máy 1.4 số sàn nhé, 288 triệu thôi. Em thêm sẽ báo giá nhanh cho các bác có thể tham khảo này, vì em nghĩ là cái tầm này thì khách hàng sẽ hơi bận. Hơi bận, có thể tầm này là các bác cũng bận đi chơi với lại gia đình. Nên là em thêm review báo giá nhanh, các bác có thể cập nhật được dễ và nhanh hơn nhé. Hiện tại thì những cái mẫu xe mới về, Vios thì hiện tại em còn Vios 16 nhé. Vios 15 em thêm bán rồi. Vios 15, Vios 11, Vios 17 em thêm về 2016. Mạng nó bị kém. Nhà em có hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp anh Phí Văn Vũ ạ. Em chào toàn thể quý khách hàng. i10 hiện tại em thêm có 2017 các bác nhé. i10 em thêm có 2017, 2016 số tự động, 2017 số sàn, 2018 số tự động. Quý khách hàng quý anh chị cho em thêm xin một lượt chia sẻ đi ạ. Anh Đặng Quang ơi, bán tải thì hôm vừa rồi em mua được chiếc xe màu đỏ, bán tải đỏ nhưng em bán hết rồi. Nói chung là bán tải một cái chiếc là đẹp, mua về là thường khách hàng hay chốt nhanh, có những chiếc xe chưa cả kịp lên sóng luôn. Các bác có thể chủ động alo trước cho em thêm, nếu mà có em thêm alo cho các bác được. Accent đời 2015 em tạm hết các bác nhé. Accent hiện tại thì em có 2012 và 2019 này. 2019 số tự động bản tiêu chuẩn. Đấy, màu đỏ hiện tại em còn Accent và Celato. Đây Vios 2016 em mới về này. Không đẹp em hoàn tiền cho các bác luôn. Chiếc này nếu như bác nào mà đang tìm đời này với lại thích cái dòng thích đã lên máy trắng thì đừng bỏ qua chiếc này nhá. Em thêm khẳng định cam kết cho các bác là đẹp và zin. Đẹp và zin, đăng ký biển và Bắc Giang luôn. Đấy. Chiếc này là 365 triệu. Lát nữa em thêm sẽ chụp ảnh và đăng full ảnh cho các bác tham khảo chiếc Vios này nhé. Vios E số sàn 2016, máy 1.5. Khẳng định và cam kết với các bác là đẹp. Bác nào hợp phong thủy màu đen với lại thích xe đẹp thì chốt luôn em này giúp em. Chiếc 2015 đấy, hôm trước em có đăng đấy các bác, hôm qua em kia nhỉ. Hôm qua khách đặt cọc rồi. Màn hình đầy đủ luôn nhé các bác nhé. Màn hình Android này. Đấy, vô lăng phím còi đẹp lắm luôn. 2016 á. Chiếc này là 365 triệu. Đấy, em thêm báo giá luôn nhé. Nhiều khách hàng hỏi là nhà em thêm không công khai giá. Nhà em thêm luôn luôn công khai giá trên livestream. Đấy, khách hàng, quý khách hàng, quý anh chị mình có thời gian chút xíu qua bác và xem lại xem livestream hoặc là các bác xem lại video thì em thêm luôn công khai giá nhé. Táp lô, táp ly đẹp và máy số em thêm cam kết nguyên zin. Máy số cam kết nguyên zin, bao check, bao test luôn. Đấy, màn hình Android và có cam lùi đầy đủ hết. i10 máy 1.2 số tự động 2018 này. Đây là những cái mẫu xe cũng mới về nha các bác nhé. Ít tiền em thêm có Lacetti đấy. Lacetti cũng mới về luôn. Hyundai i10 số tự động máy 1.2 bản full nhé các bác nhé. Bản full. Vô lăng tích hợp màn hình đài lỗ thông minh. Chìa khóa cả hai luôn các bạn, còn cả hai chìa luôn. 345 triệu ạ. Có làm banh, nếu như quý khách hàng quý chị mình nào muốn làm banh thì cứ alo em thêm hỗ trợ các bác thủ tục với lại tư vấn cho các bác nhé. Còn hỗ trợ banh thì quý khách hàng quý chị mình sẽ theo mức lãi suất của ngân hàng chứ không phải lãi suất ngoài nhé. Nhà em thêm không có vốn để cho khách hàng vay, mà đấy là gọi là em thêm kết nối cho khách hàng để làm thủ tục vay trả góp bên ngân hàng thôi, chứ không phải là nhà em thêm cho vay. Anh Hải Hồ ơi, bán tải em không còn chiếc nào anh ơi. Innova em có anh chị Việt Hiền nhé. Innova em có 2013 và 2016. Hyundai i10 2018 số tự động máy 1.2.
xe đẹp và zin giá là 345 triệu. Đấy, 345 triệu máy 1.2 nhá. Đấy, ít tiền em thêm có Civic 2007 này. Honda Civic 2007 số tự động máy 2.0 giá là 275 triệu. À, chiếc này có cửa sổ trời. Có cửa sổ trời và có đầy đủ cam hành trình này. Anh điện lạnh Đồng Văn này, em hết bán tải rồi anh ơi. Có màn hình, có cam hành trình nhá. Nội thất đẹp lắm. Táp lô táp ly này. 275 triệu. Honda Civic 2007. Lấy gì anh? Nhiều không? Hả? Vim tẩy á? Vim tẩy trong nhà vệ sinh vẫn còn đấy anh. Nhà vệ sinh trên cũng có mà. Honda Civic 2007, cam lùi có nhá các bác nhá, cam lùi, cam hành trình và đầy đủ màn hình luôn, 275 triệu. Quý khách hàng, quý anh chị cho em thêm xin một lượt chia sẻ nhá. À, Fortuner với lại Santa Fe em thêm hết rồi. Trước em về Santa Fe đẹp quá luôn. Các bác nào mà chưa kịp xem thì tham khảo chiếc khác nhá. Nhà em thêm thì nếu như xe đẹp về ạ, xe đẹp, xe chất về, nếu mà khách hàng mà chưa kịp chốt em đấy thì các bác lại chốt em khác nhá. Nên là không bao giờ gọi là hết được xe. Thế các bác mà chưa kịp chốt em đấy chốt em khác giúp em. Thì em về mẫu xe mới liên tục. À, anh Sâm, Nguyễn Sâm, em mới về 2016, gọi là siêu chất luôn. 2016 máy mới nhá, máy trắng đấy ạ. Thấy chưa? Cho nhỏ loa đi anh. Rio 2016 nhập này. Kia Rio 2016 số tự động, xe nhập các bác nhé, xe nhập. Giá là 388 triệu em thêm chốt mất rồi. 388 triệu ạ, Kia Rio 2016. À, anh Sâm, anh vẫn theo dõi nhỉ? Anh tìm của anh hay là tìm cho ai ạ? Nếu như mà anh mà thích đời 16 máy mới ấy thì lát nữa em thêm sẽ chụp ảnh đẩy lên nhé, trước đấy xem mới về. Còn 15 màu đen hôm trước em đăng thì em chốt rồi nhé. Rio là 388 triệu 2016, số tự động máy 1.4. À, anh Sona này, Lacetti EX em vừa mới về một chiếc nhá. Em vừa mới về một chiếc 2009, máy số zin luôn. Anh giữ máy đi, xong em review cho anh xem qua. Anh Sâm, Nguyễn Sâm ơi, chiếc vai ớt đấy là 365 triệu anh nhá, 365. Toyota Wingo 2020 số sàn máy 1.2, xe nhập khẩu Indonesia nhé các bác nhé. 2020 đời gọi là siêu cao mà giá thành thì rất là hợp lý luôn. Chất lượng thì em thêm cam kết cho các bác là zin. 2020 Toyota Wingo số sàn máy 1.2 xe nhập giá là 298 triệu. À, thường thì ít khi em thêm lên sóng tầm chiều chiều đấy, lâu lắm rồi hôm nay em thêm mới lên sóng tầm chiều. Vì căn bản là em đi chơi về em review luôn cho khách hàng có thể cập nhật được những cái mẫu xe bên em. Cập nhật được những cái mẫu xe bên em nên là các bác mà quan tâm thì cứ alo nhiệt tình nhá. Alo nhiệt tình hoặc nhắn tin qua cái fanpage này cho em thêm cũng được. À, chị Nguyễn Nga ơi, hello chị yêu. Hôm nay có đi chơi đâu không chị? i10 màu đỏ thì em không còn con nào chị Nga ơi. 298 triệu Toyota Wingo 2020 số sàn máy 1.2 xe nhập. Màu bạc, xe đăng ký biển Bắc Linh. Cam kết zin các bác nhé, có hỗ trợ banh, những cái dòng này em thêm có thể hỗ trợ banh cho các bác. 2020. Đây ạ, em review Vios nhá. Bác nào muốn xem Vios thì dựng máy này, em thêm review luôn đây. Vios 2016 này. À, anh Văn Lý Bùi ơi, vay ớt tầm 250 em không còn, không có luôn nhé. Anh Nguyễn Văn Hiếu ơi, 7 chỗ em có Xpander, có Innova nhé. Xpander 2019 số tự động máy 1.5. Innova em có 2013 và 2016, xe đẹp và zin. Anh Trần Tính ơi, xe tầm 200, hiện tại thì em có Hyundai Venna. Đây, vay ớt 2016 này.
i10 có dám đã quay lại xem. Là thế nào anh Sơn Bá, i10 hả? Anh muốn xem i10 đúng không ạ? i10 bạc à? i10 bạc số tự động. Vay ớt 2016 các bác nhá, vay ớt e số sàn đấy ạ, 2016. À, đây. Em review luôn. Chiếc này các bác mà không mua thì phí lắm ạ. Anh Sâm, Nguyễn Sâm ơi. Lát nữa em bật chìa khóa lên em sẽ kiểm tra cho anh nhá. Đến lát nữa anh xem hình ảnh ở trên fanpage giúp em. À, là vì bây giờ không có chìa khóa đây. Cái này thì mình phải bật cái chìa khóa lên mình mới xem được số km. Đây vô lăng phím còi đây, em review kỹ cho các bác xem cái vô lăng phím còi của xe là các bác có thể biết được là xe gọi là nó ở tình trạng chất lượng như nào nhá. Đấy, vô lăng phím còi đây. Gọi là các bác xem những cái vô lăng này các bác có thể đoán được xe nó đi ít hay đi nhiều đấy. Đẹp lắm ạ, 2016 máy mới. Màn hình Android và đầy đủ cam lùi, táp lô táp ly thì gọi là cam kết chuẩn đẹp cho các bác nguyên zin này. Đấy, xe cũ thì em thêm chỉ có không dám cam kết sơn zin là vì mình không tránh được cháy xước chút xíu. Thế nhưng mà về chất lượng tình trạng xe thì em thêm cam kết cho các bác. 2016 là em có thể hỗ trợ banh cho các bác được. Đấy, 365 triệu ạ. Vay ớt 2016 các bác nhá, số sàn máy 1.5, cam kết đẹp và chuẩn. Máy mới luôn. Đấy, các bác mà muốn xem máy em bật luôn máy cho các bác xem đây. Anh Hùng ơi, bật hộ em cái máy, em bật luôn máy của vai ớt nhá. Các bác giữ máy thì em bật luôn máy cho các bác xem. Xem máy luôn. Địa chỉ showroom nhà em là số nhà 643. Anh bật hộ em cái máy của con vai ớt này. Số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Nhà em thêm ở ngay ngã tư Đồi Ngô. Nếu mà khách hàng mình đang xem này, các bác mà quan tâm dòng nào, các bác có thể nhấc máy alo luôn cho em. Cái số hotline dễ nhớ nhất là 0888666111. Anh Huy Nguyễn ấy, trả trước bao nhiêu tiền thì có xe hả? À, nếu như mà các bác mà muốn trả góp, các bác cứ alo cho em đi. Alo em thêm tư vấn cho. Anh Trần Tính ơi, vay ớt chiếc này là 365 triệu nhé. Lên máy mới rồi các bác nhé. Đây này, em review luôn máy cho các bác xem được cái chất lượng xe nhà em thêm nó như thế nào luôn đây. Đấy, không có, nói chung là em thêm thì không ngại gì cả. Nếu mà các bác mà muốn xem máy chiếc nào ấy, các bác có thể comment em thêm sẽ bật lên cho các bác xem luôn. À, nếu như mà nhiều khi mà em thêm livestream một mình thì hơi khó, nhưng mà nếu mà có thợ hoặc là có anh em ở đây thì em sẽ bật cho các bác xem. Anh xây dựng thành công. Em chào anh. Vâng ạ. Bán cho con nữa. Ở đấy anh Công vừa mua xe vay ớt 2018 nhà em đấy, vàng cát luôn. Mới làm sang tên. Đấy các bác xem chất lượng máy như này là gọi là biết được xe nhà em nó đang ở mức nào. Đây keo chỉ lắp cabo đây này. Em thêm review luôn nhé. À, các bác cho em xin một chút thời gian để em review kỹ chiếc này để cho khách hàng có thể xem được. 2016 365 triệu. Lên máy mới, máy trắng rồi ạ. Ok anh Đăng Khôi, mai anh qua xem. Vâng ạ. Anh cứ đi đến ngã tư Đồi Ngô nhé. Anh hỏi đến ngã tư Đồi Ngô. Ngã tư Đồi Ngô thị trấn Lục Lạc, thị trấn Đồi Ngô ấy ạ. Đấy, 365 triệu vay ớt E 2016 siêu đẹp vật chất. À, Kia Morning hiện tại thì hiện tại em có Kia Morning đời 13 thì em không còn, nhưng mà nếu mà bác nào mà đang quan tâm số sàn thì em thêm có, em đang về này. Ok, em review Innova nhé. Các bác giữ máy đi. i10 này là 2018 anh chị nhá, 2018 máy 1.2. Bông cho bán này. Cho bán miếng. Ui giời, thảo thế nhỉ? Hay con đi ra kia bán làm nhá. Con đi ra kia chơi với bà, con ăn đi. i10 2018 số tự động máy 1.2 giá là 345 các bác nhá, 345. Innova thì em có 2016 đây. À anh Đăng Khôi ơi, nhà em có cho chạy thử anh nhá. Xe cũ nhà em thì thứ nhất là khách hàng thoải mái chạy thử, thứ hai khách hàng thoải mái test các bác nhá. Thứ hai các bác thoải mái test, các bác có thể ra hãng test. Nếu như máy số nó không cam kết, không zin như em cam kết thì các em hoàn lại tiền các bác. Anh Nhân Lê, thấp thì nó cũng có giá của thấp anh. Nói chung là nhà em thêm thì bán gọi là tiền nào của đấy. Nếu như mà các bác mà mua ví dụ một chiếc xe nó chạy tầm khoảng 30 vạn với một chiếc xe nó chạy khoảng 5-10 vạn thì nó thứ nhất là nó phải khác nhau về cái gọi là tình trạng chất lượng xe. Em chưa nói đến xe tai nạn.
Đấy, một chiếc xe chạy ít chạy nhiều nó đã khác nhau ở cái đấy rồi, chứ chưa nói gì đến cái tai nạn. Nên là quý khách hàng, quý anh chị mình xem xe cũ, các bác cứ gọi là tham khảo giá với lại xem chất lượng vài chỗ nhé. Đấy, xem chất lượng với lại khảo giá vài chỗ, lấy mà không hơn, lấy mà chất lượng chỗ khác không hơn với lại giá thành đó gọi là không rẻ hơn thì em bao nhiêu thì các bác ủng hộ em. À, ok anh Sơn Lan này, em quay luôn đây. Em quay chiếc Innova này xong em quay. À 300 anh Vinh Trịnh. 300 cũng có anh ơi, 300 cũng chốt được vài em có giá tầm tiền đấy, anh có thể qua tham khảo nhá. Innova biển Hà Nội này là 2016. 2016 máy 2.0 bản E. Xe gọi là cam kết đẹp. Cam kết đẹp và lên form mới rồi các bác nhá. Cái form này là lên form mới này. Mẹ để ý cháu nó chạy ra ngoài đấy. 2016 số sàn này. Số sàn lên form mới rồi. Đây là lên form mới này. Em có 2013 và Xpander nữa nhé. Các bác cứ giữ máy thì em review 7 chỗ đấy. Chiếc này là 468 triệu này. 468 triệu 2013 à 16 em xin lỗi. Innova 2016 là 468 triệu. Em có 2013 là 365 nhé. À ok anh nợ gần tỷ ơi. Quay Y10 à? Giữ máy đi em quay cho. À 7 chỗ tầm 700 thì em không có anh ạ. Em có Xpander, chiếc đấy là 498 thôi, còn nhiều tiền hơn thì em hết. Đây táp lô táp ly em review qua, các bác có thể xem được cái chất lượng xe này. Trần thì vẫn trần bóng này. 2016 nhá, 468 triệu. À các bác cho em xin 1-2 phút em review chiếc Lancetti EX để cho bác Sơn Lan xem. Anh ơi Lancetti EX này. À anh Bin Diêu, vâng ạ. Anh tham khảo đi, 7 chỗ hiện tại em có Innova 2013 và Innova 2016 nhá. Với một chiếc Xpander này, là Xpander này là số tự động máy 1.5 gọi là siêu tiết kiệm xăng, lấy mở để 7 chỗ. Đây ạ, à, em review qua máy của chiếc Lancetti nhá. Có 168 triệu thôi, 2009. Đây này. Lancetti 2009 số sàn máy 1.6 này. Máy 1.6 các bác nhá, Lancetti 168 triệu. Máy zin luôn. Đây gọi là tiền ít nhưng mà chất lượng cao này. 168 triệu, nếu như mà các bác mà đang tìm mua Gentra thì các bác có thể tham khảo chiếc này giúp em nhé. Đi gọi là khẳng định với các bác là chất hơn Gentra rất nhiều. Lancetti EX 2009 168 triệu số sàn. Chiếc màu này là màu vàng cát nhé, màu vàng cát. 2009. Anh Thành Lê, Innova 13, ok anh giữ máy đi. 168 triệu. Kia Celato em có 2010, xe nhập số tự động này. Kia Celato là số tự động xe nhập các bác nhé, giá là 335 triệu 2010. Có cửa sổ trời đầy lỗ thông minh, đăng ký biển thủ đô Hà Nội này. À, bảng biển em thêm xong rồi, nếu như khách hàng tìm các bác có thể nhìn qua này, các bác đi đường các bác nhìn thấy là các bác sẽ nhận ra bảng biển của nhà em thêm nhé. Địa chỉ nhà em này, 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Fanpage YouTube các bác có thể đánh chợ ô tô Lục Nam.com, hoặc là các bác cứ đánh chợ ô tô Lục Nam mà ra nhà em thêm rồi. Đấy ạ, chợ ô tô Lục Nam Bắc Giang, bảng biển nhà em nhé. À Tucson thì em không còn chiếc nào anh ạ. Đấy, Celato là 335, em xin phép các bác em review lại chiếc Y10 cho các bác xem tí. Gầm cao 5 chỗ thì em không còn bác ạ, em toàn còn những cái dáng sedan vừa, nó không có gầm cao. Fortuner máy dầu em không còn đâu nhá. Em chào anh chị nắng mùa đông, Accent 12 em còn, Accent 12 số sàn xe nhập em còn. Y10 đây ạ, Y10 chiếc này là máy 1.2 này. Y10 máy 1.2 đây anh lọ gần tỷ ơi, số tự động nhá, đăng ký biển Bắc Giang đây ạ. 98A47309 này. Đẹp chuẩn chỉ không lỗi, máy zin. 2018 giá là 345 triệu.
Anh Nguyễn Thảo ơi, chiếc Innova 2016 đấy thì anh có thể trả góp, em sẽ làm được cho anh tầm khoảng 50%. À, lắng mùa đông hay giá nào nhỉ? Em không nhớ đâu. Khách hàng nhắn nhiều là em nhiều khi em không có nhớ. Các bác quan tâm thì có thể alo liên hệ trực tiếp cho em số hotline 0987 271 796 hoặc 0888 666 111 nhé. Liên hệ trực tiếp, nếu mà giá cả có gì các bác cũng thể alo trực tiếp cho em cũng dễ. 345 triệu này. 345 triệu nhá. Y10. Các con này. Các con lên nhà để mẹ mới bán á. Nói bé bé thôi để mẹ này. 345 triệu Y10 2018 Fortuner 19 em không có anh ơi. Đấy, Innova nếu như các bác muốn làm banh thì alo cho em thêm, hoặc là các bác có thể nhắn tin số điện thoại qua fanpage em thêm đang livestream này nhá. Nhắn tin số điện thoại cho em thêm, xong em thêm sẽ alo lại, xong là xem nhu cầu của khách hàng là muốn vay tầm khoảng bao nhiêu em thêm tư vấn cho. Tư vấn cả thủ tục nữa luôn nhá. Đấy, máy 2.0 số sàn, máy số em thêm cam kết zin đẹp. Keo chỉ cột kèo đẹp zin nhá. Không tai nạn, không ngập nước, thủ tục pháp lý em thêm khẳng định cam kết là không có tranh chấp. Vì nhắn thêm bán thì có bác hồ sơ cho các bác. Đây Y10 số sàn. Y10 số sàn 2017 này. Y10 số sàn 2017. Số sàn các bác nhá, chiếc này là số sàn 2017. À, anh nắng mùa đông ơi 270. Anh ở đâu nhỉ? Anh nắng mùa đông anh ở đâu? Anh ở tỉnh nào? Y10 số sàn 2017 các bác nhé, 275 triệu. Chiếc này là máy 1.0. Có màn hình này, bàn đủ ạ. Chiếc này là bàn đủ. Đề lộ thông minh, vô lăng tích hợp này. À đây là lái xe nhà em. Lái xe nhà em khi đỗ là khi đỗ là gọi là đại nguyên hiện sản. 275 triệu. Táp lô táp ly đều xe đẹp các bác nhé. 2017 Hyundai Y10. À, quý khách hàng, quý anh chị cho em thêm xin lượt chia sẻ đi. Livestream tầm này thì em biết là khách hàng khá là bận. Ít được khách hàng ít được vào xem, nhưng thôi em thêm cứ review. Căn bản là em thêm mới đi chơi về. Review cho khách hàng có thể cập nhật được những cái mẫu xe. Đấy, cập nhật được những cái mẫu xe nhà em đang bày bán. Dòng Kia Celato thì em có nhiều nhá. Kia Celato em có. Đấy, 275 triệu em sẽ báo giá ngoài này, xong em vào trong nhà em báo nhá. Các bác cứ giữ máy thoải mái xem, nhiều mẫu xe khác nhau lắm ạ. Xpander số tự động này. Đấy, như em thêm ở thẳng đường quốc lộ 31. Nên là khi mà em thêm livestream cái tầm ban ngày này là đông xe lắm các bác. Hơi ồn. Xpander 2019 số tự động, máy 1.5, đăng ký biển Bắc Giang, một chủ từ mới, biển cũng khá là đẹp. 23166 này, 498 triệu có hỗ trợ banh các bác nhá. À, đời 2019 thì khách hàng yên tâm là thoải mái được tầm 60%. Tức là nếu như mà theo cái mức định giá của ngân hàng thì em thêm chia sẻ với khách hàng là được tầm khoảng 60%. Là vì khi mà mình vay ấy thì khách hàng ở bên ngân hàng là họ sẽ thẩm định giá trị xe. Cho nên là em thêm cứ tư vấn như thế cho khách hàng có thể là chuẩn bị được cái gọi là cái số tiền của mình. Đấy, vô lăng phím còi siêu đẹp luôn rồi. Màn hình có, cam lùi có nhá các bác nhá. Hổ số vô lăng đẹp lắm. 2019 Xpander nhá các bác nhá, Xpander. Số tự động, máy 1.5, xe đẹp, 498 triệu. Để bác nào mà đang quan tâm 7 chỗ thì các bác có thể tham khảo những cái dòng này đi xăng cộ. Máy 1.5 đi xăng ăn ít lắm nhá các bác nhá. 1.5 đấy, nó chỉ bằng chấm của con vai ớt thôi, nhưng nó là xe 7 chỗ. 2019 đây ạ. Ít tiền thì các bác có thể tham khảo Hyundai Venna này. Hyundai Venna chiếc này là 2008. Em thêm cố gắng sẽ lên YouTube chút xíu, vì lâu rồi không có thời gian lên kênh YouTube, thường xuyên lên cái kênh fanpage này thôi. Nên là khách hàng ở bên kênh YouTube nhiều khi các bác không xem được nhiều những mẫu xe em đang bày bán. Hyundai Venna 2010 số sàn xe nhập các bác nhé, 208 triệu này. Đấy, 208 triệu. Tầm ít tiền, bác nào mà tầm quan tâm tầm 200 thì các bác có thể tham khảo cái mẫu này. Số sàn, máy 1.4 thôi, xe nhập. Nó là nhập Hàn các bác nhá, Hyundai là nhập Hàn. Đây ạ, Innova 2013 đây.
Innova 2013 này, em thêm review cho các bác xem. Số sàn bản E nhá, máy 2.0 luôn. Giá là 365 triệu máy số zin. Máy số em thêm cam kết zin đăng ký biển thủ đô Hà Nội này, 98964. Bông ơi. Đi đâu ấy? Đi đâu ấy? Vào nhà mấy bà đi để bà làm. 365 triệu. Innova 2013. Mẹ ấy tháo bỉm ra cho cháu. 365 triệu nhá, Innova 2013. Đây là ASEAN đây. Bác nào quan tâm tầm ít tiền thì có thể xem ASEAN nhập khẩu số sàn máy 1.4. Các bác đi con này thì rất là chất luôn. Đấy, keo chỉ cột kèo thêm cam kết zin cho các bác. Đây này. À, những cái con ốc đây các bác xem này, ốc bản lề đây. Đấy. 2012 nhá, 288 triệu thôi các bác. 288 triệu thôi một chiếc xe bản sedan. Phân khúc hạng B, trần có trần 3D, nội thất thì nội thất da bò. Cái này nội thất da bò. Tablo táp ly đều xe lắm, có màn hình luôn. 2012 Hyundai Accent nhập khẩu. 288 triệu ạ, táp lô táp ly đều, vô lăng phím còi đấy. Tại sao lấy xe như em dạo này để hay cái để cái kiểu vô lăng kiểu này không trả hết lái. 2012 nhá, 2012 288 triệu số sàn xe nhập. Một chiếc Hyundai i10 nhập khẩu này. Hyundai i10 nhập khẩu 2016. Máy 1.2 các bác nhá, số tự động máy 1.2. 348 triệu. Ui, xe thì em cam kết đẹp cho các bác là vì cái chất lượng xe ấy, chất lượng xe nó cao, đẹp. Khi mà em thêm đi mua, em thêm cũng phải chấp nhận mua với cái giá cao chứ không có giá rẻ. Nên là quý khách hàng, quý anh chị mình mua xe mà xác định mua cái tiền nào của đấy thì các bác chắc chắn là đến em thêm các bác sẽ được ưng ý. Đấy, vô lăng phím còi đẹp lắm. Màn hình đài lồ thông minh, vô lăng tích hợp này. Táp lô táp ly thì đều đẹp luôn. 345 triệu. Hyundai i10 2016 xe nhập máy 1.2. Đấy, bác nào mà quan tâm mẫu gì, dòng gì thì alo liên hệ trực tiếp cho em nhé. Alo liên hệ trực tiếp cho em hoặc đến xem xe trực tiếp tại chợ ô tô Lục Nam Bắc Giang. Địa chỉ tại số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Để em thêm quên không bật điện, ở trong này hơi tối. Để em vào trong này em review cho các bác cái dàn ở trong này nữa nhé. Kia Celato này, Celato em có 2016. Kia Celato em có 2016, số tự động, chiếc này là máy 2.0. Máy 2.0 số tự động nha các bác nhá, full option luôn. Giá là 488 triệu. Những cái dòng này thì có ghế điện, có cân bằng điện tử, cửa sổ trời, đài lộ thông minh và vô lăng tích hợp, màn hình full hết. Anh ơi. Anh ơi. Anh cầm cho bá cái điện thoại ở trên bàn đây. Bá để trên bàn ấy. Vô lăng tích hợp, ghế điện các bác nhá, màn hình, cửa sổ trời, đầy lộ thông minh, Kia Celato. Giá là 488 triệu, sản xuất năm 2016. Em có 2017 và 2019 nhá, 17 màu trắng và 2019 là màu đỏ. Bảo ánh nó cầm hộ con cái điện thoại mẹ ơi. Con để trên bàn ấy. Celato 2016 ạ, 488 triệu này. Mazda 3 này, ồ chiếc Mazda 3 này em thêm chưa có hình này. Mazda 3 2016, Mazda 3 2016 đây các bác ơi. Ồ kêu cho bà xin đi đây. Mazda 3 số tự động 2016. Anh ơi. Mazda 3 số tự động máy 1.5 các bác nhá, sản xuất năm 2016. Giá cũng siêu yêu luôn. 465 triệu nhưng mà xe chốt mất rồi. Xe chốt cửa rồi, em không có review ở trong được, em nhìn qua nhé.
Các bác ơi, có màn hình nhá, có màn hình, có cửa sổ trời luôn. Lát nữa em thêm sẽ cho full ảnh lên cho các bác tham khảo. Mazda 3 2016 số tự động máy 1.5. Em thêm nhiều mẫu xe mới về lắm. Quý khách hàng Quỳnh chị ơi, em thêm đang bị ẩn comment. Các bác mà comment em thêm không đọc được thì các bác thông cảm nhé, do em không nhìn thấy. Em không nhìn thấy comment đây, em đang xem này. Anh Giao Long ấy, i10 à? Em lấy cái máy khác em đọc comment. Do trên cái máy chính, máy chủ của em là nó đang bị ẩn comment của khách hàng, nên là em lấy máy khác em đọc comment nhá. Bác nào mà bình luận em thêm không đọc được thì các bác thông cảm cho em, là vì nó bị ẩn. Anh Giao Long ấy, i10 2016 thì giá như em thêm có thương lượng được chút nhá. Có thương lượng, có lộc lá, nhưng quan trọng các bác đến xem xe trực tiếp và ưng về chất lượng xe. Nhà em thêm có thương lượng và có lộc lá. Hoặc là quý khách hàng Quỳnh chị ơi, các bác nếu như mà mình ở xa, nhà em thêm có ship xe xa nhé. Có ship xe xa, nếu như mà các bác cọc em thêm ship mà chất lượng không chuẩn, em thêm hoàn lại tiền. Trước khi đi em thêm sẽ viết một cái giấy cam kết chụp cho khách hàng. Khi mà đến nơi khách hàng nhận xe không chuẩn, khách hàng gọi là yên tâm, không có trừ nghìn nào. Innova 2016 410, anh Thành Lê, anh tham khảo thêm giúp em nhé. Cái giá đấy anh tham khảo thêm giúp em. Em không bán và không chốt được cái giá đấy. Bán tải nhé, em không còn anh nhà xe Thanh Tùng ạ. Anh Vi Đạo, anh Vi Đao ơi. Matiz thì em không có nhé. Celato 2019 này. Kia Celato 2019 số tự động máy 1.6. Giá là 575 triệu. Xe chạy được 2 vạn lốp, theo xe còn cả dàn. Kia Celato ghế điện này, những cái dòng này thì em có giới thiệu với khách hàng rồi. Nó gọi là full option luôn. Có cửa sổ trời, đè lẩu thông minh, vô lăng tích hợp. Dạ. À, xem xe à? Ngắm đi. Ngắm xe gì em? Thế cứ xem đi. Ngắm đi. Ừ, Celato. Celato 2019 nhá, màu trắng em có 2017. Cô ngắm đi nhá. Màu trắng em có 2017. Đây xong em sẽ review luôn cho các bác cùng xem này. Còn ít tiền em thêm có Kia Forte bản S nhá. Kia Forte bản S tầm ít tiền này. Chiếc này hơn 200 thôi, 298 triệu 2011. Anh đâu ấy? Hả? À, cho khách xem em đi. Kia Forte bản S số sàn máy 1.6. Giá là 298 triệu. Các bác 98 triệu thôi, không nói chung là không có gì phải nghĩ về. Thì em có số sàn 2015. Kia Rio số sàn em có 2015, xe nhập. Xe nhập 320 triệu các bác nhé. 2015 xe nhập. À đây em đọc được comment. Em chào chị Thắm Điệu. Thắm Diệu à, Thắm Diệu. À, nghe tên đã thấy hay rồi. Chị Thắm Diệu ơi, em có ship chị ạ. Nhà em Đắk Lắk em cũng ship mà, nên là Tuyên Quang các tỉnh quanh đây nhà em có ship. Anh chị cứ ngắm xe đi, xem anh chị ưng cái mẫu xe gì nhá. Xem ưng mẫu xe gì, alo liên hệ trực tiếp cho em. Túc Sơn 16 anh Mạnh Phan em không còn. i10 anh Trịnh Thanh Hưng, i10 thì hiện tại em có 2016 là xe nhập máy 1.2, 2018 cũng là máy 1.2 nhưng nó là xe Việt nhá. Đấy, số tự động các bác thoải mái tham khảo luôn. Nhà em thêm về những cái mẫu xe mới liên tục. Nào quý khách hàng, quý chị xem kênh fanpage thì nhớ ấn theo dõi kênh nhá. Kia Rio nhập khẩu giá là 320 triệu số sàn máy 1.4. Em có Kia Celato 2017 máy 1.6 này. Số tự động luôn các bác nhé. Kia Celato em để trong góc này nó hơi hơi khó review.
giá là 498 triệu. Đấy, em có màu trắng, có màu đen, có màu đỏ. Khách hàng tham khảo thoải mái luôn. Một chiếc Kia K3 2016 này. K3 số tự động 2016 nhé. Chiếc này là máy 2.0. Máy 2.0 Kia K3 giá là 488 triệu. Có cửa sổ trời, đài lỗ thông minh, điều hòa auto, vô lăng thích hợp và đầy đủ màn hình. Kia K3 2016. Đấy, i10 đây, i10 này là chiếc này là 2016, xe nhập này. Đấy, quý khách hàng, quý anh chị em thêm báo giá hết lượt. Các bác mà muốn xem thêm mẫu xe nào thì comment đi, em thêm review cho. Em thêm review thêm cho các bác xem nhé. Đấy, Accent hiện tại em có 2019 bản tiêu chuẩn. Hyundai Accent số tự động bản tiêu chuẩn. Mẹ đang định bảo bố đi đón, sao con lại bảo đưa bạn bạn kèm về rồi? Con tan lâu rồi. Nhưng mà cô nhắn với mẹ là 4 rưỡi mới tan. 4 rưỡi mới tan, tan lâu rồi. Cô tan sớm hơn à? Gần sao, 4 giờ đã tan rồi. Sao con không bảo cô nhắn tin để mẹ đi đón? Các anh chị đâu rồi? Ừ thôi được rồi, bạn kèm về được. Đi vào nhà đi con. Hyundai Accent bản tiêu chuẩn. Chào anh nhá. Xem xe anh. Vâng, em đang lên sóng chút. Các anh cứ ngắm xe đi. Accent bản tiêu chuẩn 2019, số tự động máy 1.4, xe chạy hơn 2 vạn này. Lốp theo xe còn mới nhé. Chào anh. Xem xe anh ơi. Anh xem đi nhé. Xem đi, ngắm ưng em nào. Bản tiêu chuẩn 465 triệu, xe chạy được 2 vạn, lốp theo xe còn mới đẹp luôn. Ở đây em gái xinh tươi đang ngắm xe. Khách hàng quý anh chị mình ở xa thì cứ alo trước, em thêm gửi định vị cho. Accent 2019 thì em thêm bán xe cam kết đảm bảo chuẩn chỉnh về chất lượng xe. Khách hàng yên tâm tuyệt đối nhé. Khách hàng yên tâm tuyệt đối, rất là mong được sự ủng hộ cũng như là tin tưởng từ toàn thể quý khách hàng. Và chất lượng xe thì em thêm luôn luôn sẽ khẳng định với khách hàng là đảm bảo về cái chất lượng xe. Đấy, các bác tìm địa chỉ em thêm thì có thể xem qua bảng biển này nhé. Chợ ô tô Lục Lam Bắc Giang này, em thêm hoàn thiện luôn cái bảng biển này rồi. Bảng biển là công trình dài quá các bác. Làm được mỗi cái biển mà bác ấy khất em 1 tháng. Quý khách hàng, quý anh chị tìm nhà em thì khó thì alo cho em nhé. Thẳng đường quốc lộ 31 luôn, nói chung cũng không khó tìm. Chỉ là nếu như khách hàng mà ở xa các bác không thạo đường thì các bác sẽ khó tìm thôi. Đây nhé, em thêm cách ngã tư Đồi Ngô này. Cách ngã tư Đồi Ngô tầm hơn 100m. Em thêm xin phép nghỉ live stream nhé. Quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm mẫu xe gì thì cứ alo trực tiếp cho em. Alo trực tiếp cho em số hotline 0987271796 hoặc 0888666111. Địa chỉ showroom nhà em thêm là số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Cho em thêm gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý khách hàng, quý anh chị rất là nhiều đã quan tâm theo dõi và ủng hộ đồng hành cùng em thêm. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý khách hàng, quý anh chị ạ.